Tối qua, mùng 4 tháng 10, tổ công tác thuộc phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện kiểm tra nồng độ cồn đối với người tham gia giao thông trên địa bàn phụ trách. Trong đó có người đàn ông 47 tuổi ở quận 6, thành phố Hồ Chí Minh bị kiểm tra và phát hiện dính vi phạm nồng độ cồn, đã trình bày do so uống nước ép hoa quả với mật ong chứ không sử dụng rượu bia. Theo đó, phát hiện người đàn ông đi xe máy có dấu hiệu nghi vấn đang dừng đèn đỏ tại giao lộ Võ Văn Kiệt, Hải Thượng Lãn Ông. Tổ công tác đã tiếp cận và mời vào kiểm tra nồng độ cồn. Kết quả người đàn ông này vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,08mg trên 1 lít khí thở. Qua kiểm tra giấy tờ, người đàn ông khai 47 tuổi, ngụ tại quận 6, và cho biết tối cùng ngày, ông có uống nước mật ong trộn chung với nước ép hoa quả cùng người thân, chứ không hề sử dụng rượu bia. Trước đó, nhiều người dân cũng thắc mắc khi ăn uống một số các loại trái cây có đường, thực phẩm chế biến có thêm rượu bia, một số các loại thuốc có dung môi cồn sẽ có nồng độ cồn trong hơi thở và bị xử phạt. Tuy nhiên, sau đó, cục cảnh sát giao thông bộ công an đã khẳng định những trường hợp ăn hoa quả, uống siro, dùng thuốc sâu răng mà vi phạm nồng độ cồn là không đúng. Lực lượng cảnh sát giao thông xử lý công khai, minh bạch và đúng người vi phạm.